Giang Mỹ Nhân Việt lộng lẫy khoe sắc trong sự kiện. Vào tối qua ngày 8 tháng 4, hàng loạt show Việt đã cùng tề tụ tại sự kiện của nhà thiết kế Lâm Gia Khang. Sự kiện này có sự góp mặt của những mỹ nhân đang được dư luận chú ý hiện nay như Hoa hậu Phạm Hương, Angela Phương Trinh, Á hậu Thiên Lý, Maya, Hạ Vi, nữ ca sĩ Thu Minh. Bên cạnh đó, sự kiện này còn có sự góp mặt của ông bầu Khắc Tiệp, người mẫu Dương Mạc Anh Quân. Sau thời gian thi Hoa hậu Hoàng Vũ, Phạm Hương vẫn là cái tên được quan tâm trong Vbiz. Hạ Vi trong thời gian qua cũng liên tục được nhắc đến vì chuyện tình với thiếu gia phố núi Cường Đô La. Vợ chồng Thu Minh dù khá bận rộn sau vụ kiện với City Group cũng đã có mặt trong sự kiện này của Lâm Gia Khang. Cùng xem những hình ảnh trong sự kiện tối qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.